Thưa sư, con mới nhìn tìm thấy bài giảng năm chi phần của giới sắc sinh, còn bốn giới kia con chưa tìm được. Xin linh bài giảng bốn giới còn lại trong năm giới của cư sĩ tại gia. Thì cái bài sư nhớ là cái bài mà gần nhất á, cái bài gần nhất á, là cái bài sư giảng ở Hải Phòng. Sư giảng ở Hải Phòng thì đây để sư 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 gửi lên cái khung chat ha, sư gửi lên khung chat vì xem đây đó. Thì đây là cái bài thuyết của sư khi mà sư giảng ở Hải Phòng, thì sư có nhắc về những cái chi phần của các giới còn lại, mặc dù á là sư không có giảng kỹ. Tại vì những cái lớp giảng kỹ đó thì hình như những cái buổi sư giảng kỹ thì không có quay lại hay sao đó. Thì thôi quý vị thông cảm ha, thì cái này có nhắc đầy đủ về các chi phần, có nhắc đủ.